Julimil, chúng tôi cho em một cơ hội. Em có thể không thích bài thơ đó. Suy cho cùng, điều ấy hiểu được. Vì trong sách giáo khoa có rất nhiều bài thơ, nhưng rõ ràng không phải bài thơ nào cũng dở. Nếu em không thuộc một bài, tôi sẽ cho em điểm không. Thưa cô, sao lại không thuộc ạ? Em thích rất nhiều bài. Vậy em hãy đọc đi, hãy đọc lên đi, hãy chứng tỏ cho mọi người biết em có rất nhiều cảm xúc. Thưa cô, em xin đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Bài này lắm nè. Tôi rất kinh ngạc, Julie Mew. Bài rồi của tôi đó. Đây là một bài thơ hay, nhưng đó là một bài thơ về chiến tranh. Em sinh ra ở nước Anh và lớn lên trong hòa bình. Sao em có thể cảm nhận được nó? Thưa cô, em có thể cảm nhận nó vì Tây Tiến là một bài thơ lãng mạn và hào hùng, rất đặc biệt. Nó khiến cho ta thấy được vẻ anh hùng trộn lẫn với hào hoa của những người lính trí thức. Người lính trí thức? Vâng, thưa cô, chỉ có trong thơ của Quang Dũng, ta mới thấy đầy đủ những phẩm chất này. Đó là một khía cạnh cực kỳ khác thường của cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi mà nhiều trí thức đã ra kháng chiến thẳng từ thành phố. Em nói rất đúng và nói rất hay. Vậy em hãy đọc đi. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Đủ rồi, Judy Mew. Em được 10 điểm. Nào các em, tiết học thử nghiệm lừng danh của chúng ta được tiếp tục. Hôm nay, ai được vinh dự nói? Em. Trật tự. Lần trước là một bạn gái xinh đẹp, còn lần này phải là một bạn trai đẹp xinh mới công bằng. Vậy thì tới em thôi cô. Bạn chưa đủ đẹp. Tất nhiên, nhưng cũng khá nhất ở đây rồi. Thôi được rồi, bạn Hùng không xinh nhưng mà bù vào lại rất khỏe mạnh. Mời em lên bảng. Hôm nay tôi xin nêu ra một vấn đề đáng quan tâm nhất, không phải của học sinh mà là của cả loài người. Đó là tiền bạc. Thưa các bạn, tôi biết nhìn chung trong lớp ta ít khi mọi người nhắc đến tiền, hoặc vì các bạn giàu, hoặc vì các bạn lịch sự, hoặc vì các bạn ít mua sắm. Hoặc vì không có, thưa bạn Hùng. Nhắc tới thứ hàng nào mà tiền không có thì làm gì? Nếu có thì tớ sẽ không mua sắm, tớ chỉ ăn quà. Đặc điểm nổi bật của quà vặt là ít tốn tiền, nhất là các thứ quà vừa ngon vừa mất vệ sinh bán ở lề đường, mà bạn Tuyết của chúng ta đây đầy kinh nghiệm. Phải nói bạn Hùng không được lợi dụng lớp học để đả kích cá nhân. Vâng, tôi hứa sẽ không làm thế. Tôi lên đây để nói về vấn đề tiền bạc, chứ không nói về thực phẩm. Tại sao các bạn ngồi được ở đây? Bởi có rất nhiều lý do mà các bạn thường xuyên quên khuấy đi mất một lý do quan trọng. Đó là do có cha mẹ đóng tiền. Tớ không quên. Tớ không vậy đâu. Tớ biết điều đó vì nhà cậu khó khăn. Cha mẹ làm ra đồng tiền không dễ dàng. Mỗi lần cầm tiền trên tay, cậu đều cảm thấy dây dứt. Xin nói thật, cha mẹ tớ cũng khó khăn, nhà tớ cũng hay túng thiếu. Cho nên khi các bạn ước mơ vào đại học để học ngành ưa thích của mình, thì tớ chân thành tiết lộ, tớ chỉ nghĩ ngành nào có lương cao, tớ muốn lãnh thật nhiều tiền. Các bạn có cho vậy là xấu không? Không xấu, nhưng cũng không tốt. Thật dụng quá, thật dụng không phải là hay. Tiền không mang lại hạnh phúc, điều ấy lớp 1 đã học rồi. Tiền không làm nên hạnh phúc, cậu ấy đúng. Nhưng quá thiếu thốn về tiền bạc cũng khó có hạnh phúc, cậu ấy cũng đúng. Thì các bạn lựa chọn. Tớ không lựa chọn. Tại sao hả Băng Mai? Tại bạn đã có cha mẹ lựa chọn cho rồi. Bạn như con bướm vàng bay lượn tung tăng giữa thức ăn, thức uống và quần áo đẹp. Vậy bạn cần tiền làm gì? Tớ không phải bướm vàng. Nhưng chắc chắn cũng không phải là con mèo suốt ngày phải đi tìm chuột. Bạn thức dậy là đã có con chuột chiên giòn rồi. À quên,
Đã có sữa do má pha sẵn cho rồi. Sữa pha sẵn cho rồi. Tớ nói vậy cũng chẳng có chút gì ghen tị cả. Tớ còn mong bạn Mai luôn luôn có sữa uống và luôn luôn có tiền để thỉnh thoảng mời tớ đi ăn. Còn lâu. Nhưng tớ lên đây để muốn nói cho các bạn biết rằng chúng ta sắp bước vào cuộc sống, và chúng ta hãy nghĩ tới việc kiếm tiền một cách nghiêm túc. Thưa bạn Hùng, có nhiều dĩ nhân suốt đời không quan tâm tới tiền bạc, chỉ là cống hiến cho nhân loại. Vậy họ có nghiêm túc hay không? Nghiêm túc vô cùng. Mặc dù tớ rất kính trọng các bạn, nhưng tớ cũng buộc phải nhắc lại. Lớp ta có 25 học sinh, cùng lắm chỉ 5 người trở thành vĩ nhân, mà bạn đã chiếm một suất rồi. Còn lại 20 người thường, mà đối với người thường, tiền luôn luôn quan trọng. Về cơ chế nhiệt hạch, nhiều em có những hiểu biết rất xuất sắc, đặc biệt là bạn Hùng. Ủa, Hùng đâu rồi các em? Thưa cô, cặp phách của Hùng còn đây ạ. Lạ quá. Ừ, còn nè. Lịch sử lớp này chưa từng có một học sinh nào nghỉ học mà không có lý do. Thưa cô, đúng vậy. Thưa cô, bạn Hùng có để lại một bức thư. Thư cho ai? Thư cho cả lớp. Julie Miu, em hãy mở nó ra rồi đọc lên. Các bạn, lớp 12A thân mến của tôi, chắc các bạn rất bất ngờ khi đọc lá thư này. Thú thật, với các bạn, bản thân tôi cũng bất ngờ khi phải viết nó ra. Một sự bất ngờ rất buồn. Đọc tiếp đi em. Gia đình tôi vừa xảy ra một tai nạn. Tôi sẽ không kể nó ra cho các bạn, vì kể cũng chẳng ích gì. Chỉ có điều, tôi không thể học tiếp nữa. Tôi không thể đến lớp, đến trường được nữa. Tôi phải nghỉ học. Thôi, có chuyện rồi. Chuyện rất buồn và bất ngờ. Gì vậy chị? Em Hùng lớp cô đã bỏ đi. Bỏ đi bất thình lình, không báo trước gì hết. Bỏ đi là sao? Là nghỉ học giữa chừng, không khi nào đến lớp nữa. Không có chuông. Mấy cắt rồi. Cả đống người gọi như thế thì chuông ngạt mất. Một người làm thôi. Để Miu, Miu thân nhất với Hùng. Cũng vậy, không có tín hiệu. Chúng ta không thể ngồi ở đây được. Chúng ta không thể chờ trong bốn bức tường này rồi than khóc được. Chúng ta phải đi tìm Hùng thôi. Đây, đây là nhà Hùng. Ủa, có phải đâu? Đúng mà. To như con voi vậy sao? Ờ. Chẳng to đâu, trước kia bé xíu à. Ủa, mấy em tìm ai? Em chào anh, đây có phải là nhà của Hùng không ạ? Ừ, đúng rồi, nhưng nó đang uống rượu. Uống rượu hả anh? Thì uống với nhiều cô gái xinh đẹp lắm. Hả?